Dạ con xin kính chào cô chú anh chị nha. Con chúc cô chú anh chị vui và hạnh phúc nha. Buổi chiều hôm nay con giới thiệu với cô chú anh chị bốn giống mai của vườn con nhà con nha. Dạ cây thứ nhất là cây cúc phượng cô chú anh chị. Cây cúc phượng này thì mình nuôi á, từ từ nó sẽ tuôn, nó có bông là nó tuôn một chuỗi phượng xuống cho mình nha. Cúc phượng giống này cũng mới nè. Cái thứ nhất là cây cúc phượng. Cây thứ hai là cây mai tiếng vua bàn tay Phật nha cô chú anh chị. Tiếng vua bàn tay Phật thì mình nuôi lâu rồi nó sẽ lên chùm chùm cho mình nha. Lên chùm chùm như trái sầu riêng vậy cho mình nha. Cái này hơi lâu. Cái cây nó cũng còn non, tầm nó mới dày đó nha cô chú anh chị. Dạ. Và cây tiếp theo là cây mai cúc lá rí. Cúc lá rí thì cái lá này nhỏ hơn mấy cái lá mai khác rất là nhiều luôn nè. Nó nhỏ xíu, và cái mai cúc phượng thì lá to, nó nhỏ ghê luôn nè. Cây cúc lá rí, cái cây này bông rất là to, thật là chỉ lá nhỏ thôi nha, tầm phát triển rất là mạnh luôn. Dạ rồi, cây tiếp theo là cây cúc cam còn gọi là hồng mai nha cô chú anh chị. Cúc cam này thì cái bông nó rất là đẹp luôn, khoảng tầm hai mấy cánh á, bông rất là đẹp mà cái màu cam, màu cà rốt. Giờ combo của nhà con hôm nay gồm có bốn giống á, con bán với giá là 300k, con bao phí ship cho cô chú anh chị luôn nha, 300k. Rồi, phí ship luôn cô chú anh chị mua một combo này mình được bốn giống này luôn nha. Và cô chú anh chị có muốn sưu tầm giống á thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0982692597 nha. Dạ rồi con xin cảm ơn cô chú anh chị. Dạ con xin hết.